Ở Nhân Gian Lập Địa Thành Tiên chương 241, Thần Bắc Bảy Triều, kẻ địch số mệnh. Sau khi trở về từ Thủy Uyên Điện, Phương Vọng lại bắt đầu bế quan. Biết được Quảng Cầu Tiên đã không còn bao nhiêu năm để sống, hắn cũng không quá bi thương, vì quan hệ của hai người không thân thiết như vậy. Huống chi chính hắn đều là người đã từng chết một lần, hắn chỉ có thể thầm mong ước Quảng Cầu Tiên tái sinh tới địa cầu hưởng phúc trong lòng. Nhưng mà, vừa tu luyện nửa năm, đã có người tới thăm hắn. Chu Tuyết, tiểu tử sau khi mở cửa cho Chu Tuyết, hoàn toàn bị đuổi đi ra như trước đây, chỉ có thể chửi rủa Chu Tuyết ở ngoài cửa, còn không dám lớn tiếng. Chu Tuyết ngồi trước bàn, cười hỏi, nghe nói ngươi tự chọn ta làm chưởng môn. Phương đại sư huynh, thật sự là rất uy phong. Phương Vọng bình tĩnh hỏi, thế nào? Ngươi không muốn à? Hắn nghĩ đến Kim Tiêu giáo, mới giao chức chưởng môn cho Chu Tuyết. Cũng không phải không thể, cho ta trước đi, ta chọn lựa ra một vị từ trong con cháu Phương phủ, trọng điểm bồi dưỡng thành chưởng môn. Có ta và Đồ Thải Y ở, chức chưởng môn đời tiếp theo chúng ta muốn là ai thì quyết định người đó. Chu Tuyết cười tủm tỉm nói. Đồ Thải Y, phó chưởng môn Sài Y, Phương Vọng đã từng nghe Phương Hàng Vũ nói, Sài Y nhiều lần lập công cực khổ, địa vị nước lên thuyền lên, các đường chủ thành tông môn đều có đệ tử nàng cất nhắc, quyền nói chuyện của nàng cực cao. Đương nhiên, ở trong Thái Uyên môn, về quyền nói chuyện này, bây giờ không ai có thể vượt qua Phương Vọng. Nếu hiện tại Phương Vọng muốn làm chưởng môn, trên dưới Thái Uyên môn không người dám phản bác. Cho dù chọn ai, ngươi cũng không thể phụ lòng đệ tử Thái Uyên môn. Phương Vọng nhắc nhở. Chu Tuyết vốn định trêu ghẹo hắn, nhưng nhìn thấy ánh mắt hắn rất chân thành, không khỏi gật đầu đáp ứng. Ngươi đặc biệt trở về, chỉ vì chuyện này. Phương Vọng hỏi sang chuyện khác. Chu Tuyết lườm hắn một cái, nói, đây cũng không phải là việc nhỏ, đương nhiên, còn có một chuyện khác, kiếp nạn của ngươi có thể sắp đến rồi. Kiếp nạn? Phương Vọng nheo mắt lại, không rõ Chu Tuyết đang nói gì. Chu Tuyết nói, từ sau khi Hạo Khí Tông tới rồi về, ta liền để người tiến về đại sở điều tra Hạo Khí Tông, phát hiện tông chủ Hạo Khí Tông đã thay đổi. Tu tiên giới đại sở đầy ngập tiếng mắng đối với Hạo Khí Tông, cho rằng Hạo Khí Tông làm mất đi cốt khí của đại sở, không dám báo thù cho Kiếm Tôn, Lương Tầm Thu. Nhiều năm sau đó, Hạo Khí Tông quả thực không hành động, nhưng ta không yên lòng, tiếp tục sai người điều tra. Năm ngoái ta nhận được một tin tình báo, Hạo Khí Tông có người lên phía Bắc, truyền ra tin tức ngươi có được Thiên Nguyên Bảo Linh. Hiện tại đại lục phía Bắc đều phải biết một vương triều tên là Tề ở phương Nam sinh ra một vị Thiên Nguyên Bảo Linh. Phương Vọng nghe tới đây, cảm thấy hơi trò đùa, hắn không khỏi hỏi, chỉ như vậy sao? Chu Tuyết lắc đầu, sắc mặt trở nên nghiêm túc, nói, nếu như ta không đoán sai, Hạo Khí Tông đến mời người nọ rời núi. Ở kiếp trước, trước khi Thiếp Thiên Thánh giáo thống nhất đại lục, có một đại tu sĩ tự xưng là tiên nhân xuôi Nam, bắt cóc thiên tử Bảy Triều, tìm kiếm Thiên Nguyên Bảo Linh. Khi đó, hắn hẳn là hướng về phía Cơ Như Thiên, bây giờ Cơ Như Thiên không hiển uy danh, chỉ sợ người nọ sẽ tìm đến ngươi. Phương Vọng hít mắt hỏi, tự xưng tiên nhân, thì phải mạnh cỡ nào? Chu Tuyết hồi đáp, ta cũng không biết, vì khi đó tu vi của ta còn thấp, chờ đến khi ta gia nhập Thiếp Thiên Thánh giáo, người nọ đã sớm biến mất. Trong 5 tháng sau đó, ta không tìm hiểu về hắn, dù sao hắn không có chút nhân quả nào với ta. Nếu không phải cử động lần này của Hạo Khí Tông, ta khả năng cũng không nhớ nổi người nọ. Phương Vọng lâm vào suy tư. Tiên nhân, thú vị, nếu Cơ Như Thiên sống đến cuối cùng, mà người nọ thì không, phải chăng đã chứng tỏ người nọ đã chết trong tay Cơ Như Thiên rồi? Phương Vọng hiếu kỳ hỏi. Chu Tuyết gật đầu nói, quả thực có khả năng này. Phương Vọng lại nghĩ tới một điểm, nói, Cơ Như Thiên không hiện thế, ngươi nói, có một loại khả năng, hắn cũng tái sinh rồi hay không? Dù sao ngươi và ta cũng chỉ làm việc bên trong đại tề, không đến mức ảnh hưởng đến số mệnh của hắn. Chu Tuyết tức giận nói, làm sao có thể? Trước khi ta chết, Cơ Như Thiên kia lóa mắt biết bao ở thượng giới. Theo ta suy đoán, khả năng có liên quan đến Cơ gia. Cơ gia có biết người thiên mệnh, kiếp trước, lúc ta tu hành được 700 năm, đã từng tiếp xúc một vị con cháu Cơ gia. Nàng nói Cơ gia bọn họ ngoài có Cơ Như Thiên, mà còn có một người nữa, có thể nhìn trộm thiên mệnh. Nếu số trời có biến, thì Cơ gia lùi. Đây chính là nguyên nhân Cơ gia truyền thừa vạn năm. Có điều người nọ không phi thăng, cho nên sau này ta cũng không để việc này trong lòng. Cho dù kiếp trước hay kiếp này, ta cùng Cơ Như Thiên cũng không cùng xuất hiện, đương nhiên sẽ không thấp thỏm hắn và sự tích Cơ gia. Phương Vọng nghe xong cảm thấy chuyện này rất nhảm, hắn không nhịn được hỏi, ta và Cơ Như Thiên căn bản chưa từng gặp mặt, chúng ta cũng không thể là kẻ địch số mệnh chứ. Chu Tuyết xoa cằm, hình như nhớ tới điều gì, tự lẩm bẩm, vừa nói như vậy, ngược lại là có khả năng. Ta nhớ Cơ Như Thiên tầm tuổi như ngươi, có lời đồn, lúc Cơ Như Thiên sinh ra, từng gây dẫn đến thiên địa dị tượng, toàn bộ đại lục rung động, sau đó mưa to liên tiếp ròng rã 7 ngày, các triều đại đều có tai họa phát sinh, đại tề chúng ta cũng là như thế. Sau này bị người nói ra là thiên địa dị tượng do thiên nguyên sinh ra. Lúc ấy, ta còn bối rối, chỉ là thiên nguyên mà cũng có thể. Lời sau đó, nàng không nói tiếp nữa. Chỉ là thiên nguyên ư? Phương Vọng đang muốn chất vấn, ngay sau đó, hắn bỗng nhiên nghĩ đến khi còn bé quả thực có một đoạn thời kỳ này. Lúc hắn vừa ra đời đã có ký ức. Âm thanh đầu tiên hắn nghe được chính là tiếng sấm, sau đó càng có mưa to 7 ngày. Sở dĩ hắn nhớ rõ, là bởi vì trong phủ có người nói hắn có thể là yêu nghiệt chuyển thế, nhưng cuối cùng bị gia gia hắn giận dữ mắng, nghiêm lệnh không được truyền tà thuyết này. Sau đó, chuyện này đã bị người ta quên lãng. Nếu chuyện Chu Tuyết nói không sai, vậy thời gian hắn và Cơ Như Thiên ra đời không xê xích nhiều, thậm chí có thể là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Sinh ra cùng một ngày, đã coi là thiên mệnh, cũng là có thể hợp lý. Phương Vọng đột nhiên nghĩ đến điều gì, ánh mắt thay đổi, nói, nếu như Cơ gia có người biết thiên mệnh, mà Cơ Như Thiên lại biết được thiên mệnh, hắn không đến 20 tuổi đã xuôi nam, đi tới Đại Tề, có khả năng là tới tìm ta hay không? Chính vì ta chết rồi, hắn mới thuận thế tìm kiếm cơ duyên ở Đại Thánh Động Thiên. Ngươi suy nghĩ một chút, Cơ gia cách Đại Tề xa xôi biết bao, hắn có lý do gì đến Đại Tề? Truyền thừa Đại Thánh Động Thiên thật sự quan trọng như vậy sao? Mà hắn còn đến đây một mình nữa. Chu Tuyết nghe xong, cũng im lặng theo. Phương Vọng nói đến đây, chợt cảm nhận được lực lượng của số mệnh. Trong lòng hắn, cái tên Cơ Như Thiên này đã thay đổi. Hồi lâu, Chu Tuyết phá vỡ sự yên lặng, nói, ta sẽ điều tra Cơ gia, tiếp theo ta không có khả năng chờ cái tên tự xưng là tiên nhân kia đến, ngươi tự giải quyết cho tốt. Mỗi người đều có kiếp của mình, nếu như tiên nhân kia thật sự chết trong tay Cơ Như Thiên, vậy một đời này cũng nên chết trong tay ngươi. Dứt lời, nàng trực tiếp đứng dậy. Ngươi đi đâu? Phương Vọng vội vàng gọi nàng lại. Chu Tuyết cũng không quay đầu nói, sắp xếp chút chuyện, rồi lên Bắc đi Thiết Thiên Thánh Giáo xem sao. Nàng bước nhanh rời đi, trước sơn môn đóng lại, tiểu tử xông vào. Công tử, các ngươi cãi nhau rồi. Tiểu tử hiếu kỳ hỏi, giọng điệu khó nén mừng rỡ. Phương Vọng không để ý đến nó, mà đang nghĩ đến chuyện Cơ Như Thiên. Sau khi trải qua cuộc giao lưu với Chu Tuyết, hắn có thể xác định Cơ Như Thiên đã đang nhìn chăm chú hắn. Thiên Nguyên đối đầu với Thiên Nguyên, tranh đấu số mệnh, Phương Vọng không cảm thấy e ngại, trái lại tràn ngập ý chí chiến đấu. Kiếp trước ta chết sớm, vì danh mệnh số nhường cho ngươi, nếu như một thế này, ngươi muốn tới chọc ta, vậy ta sẽ sống càng lóa mắt hơn ngươi. Sau khi Chu Tuyết rời đi, Phương Vọng tiếp tục tu luyện. Ngay vào lúc cuối năm, Quảng Cầu Tiên Thọ hết chết già, hưởng thọ 445 tuổi, toàn giáo phúng viếng. Thái Uyên Môn là giáo phái tu tiên, không nhiều quy củ túc trực bên linh cữu như vậy. Đệ tử thân truyền chính mạch cùng đến trước mộ phần của Quảng Cầu Tiên thắp hương, Phương Vọng cũng đi. Trước khi đi, phó trưởng môn Sài Y tìm tới Phương Vọng, nói Chu Tuyết có việc không ở, để hắn ở tạm Thủy Uyên Điện, thay mặt thực hiện trách nhiệm trưởng môn, lần này Phương Vọng lại đáp ứng. Sở dĩ đáp ứng là bởi vì hắn sắp đột phá, sau khi đột phá hắn phải tạo nên bảo linh bản mệnh thứ 5, Thủy Uyên Điện có linh thạch thiên đạo, ngày đó, Phương Vọng liền chuyển tới Thủy Uyên Điện. Tin tức này truyền ra trong Thái Uyên Môn, các đệ tử dù cảm thán thiên mệnh khó nghịch chuyển, nhưng càng nhiều hơn là phấn chấn. Thế hệ trước rời đi, bây giờ có Phương Vọng dẫn dắt bọn họ, Thái Uyên Môn tất nhiên đi đến cường thịnh. Chuyển vào trong Thủy Uyên Điện, tiểu tử cả ngày chui loạn, Thủy Uyên Điện lớn hơn xa so với những gì nhìn thấy từ bên ngoài, mà còn nối liền đến bên trong ngọn núi, trong đó thậm chí có giấu một ít bí tịch, phòng tối. Cuối năm trôi qua, một năm mới đến, tuyết trắng mênh mang bao trùm Thái Uyên Môn. Năm mới vừa qua 2 tháng, Phó trưởng môn Sài Y đã dẫn phong chủ và đông đảo trưởng lão chính mạch đến Thủy Uyên Điện, Phương Vọng không thể không để bọn họ đi vào. Đã tọa trên bồ đoàn, cúi nhìn cao tầng Thái Uyên môn, không thể không nói, còn rất có cảm giác. Phương Vọng cảm thán trong lòng, thấy có trưởng lão muốn hành lễ, vội vàng nói, các vị sư trưởng không phải làm lễ, ta chỉ tạm thi hành công việc của trưởng môn, cũng không phải là trưởng môn thật. Nghe vậy, tất cả mọi người lộ ra nụ cười. Phương Vọng chú ý tới nét mặt hoảng hốt của Dương Nguyên Tử, xem ra Quảng Cầu Tiên chết gây ra kích thích rất lớn cho hắn. Triệu Truyền càng tiến lên một bước, nói, Thiên tử Triệu Khải cầu cứu Thái Uyên môn, công bố có người truyền tin uy hiếp hắn, nói thiên tử ba nước Sở, Triệu, Ngụy đã bị bắt, rất nhanh sẽ đến phiên hắn. Phương Vọng nghe xong, không khỏi nheo mắt lại. Đây không phải chính là kiếp Chu Tuyết nói tới sao? Sài Y nói theo, từ sau một trận chiến Si Ma Tông, ta đều xếp vào đệ tử ở các nơi trong 7 triều. Bọn họ truyền đến tình báo, thiên tử 3 triều kia quả thật bị bắt, là bị một tu sĩ thần bí tự xưng là tiên thần bắt. Về chuyện vì sao bắt thiên tử, tạm thời không rõ ràng nguyên do. Có một điểm có thể xác định, tu sĩ kia cao thâm khó dò, không ai có thể ngăn cản. Trên đại điện, các cao tầng Thái Uyên môn bất tri bất giác đứng thành 2 đội, phân biệt lấy Sài Y, Triệu Truyền càng làm chủ. Phương Vọng trầm ngâm nói, đón thiên tử vào Thái Uyên môn thì thế nào? Sài Y nói, không cần, Huyền Hồng Kiếm Tông cũng biết được việc này, đã điều động từ cầu mệnh tiến đến bảo vệ thiên tử. Vì thiên tử coi ngươi làm đầu, cho nên Huyền Hồng Kiếm Tông đang bày tỏ thiện ý với chúng ta. Từ cầu mệnh đã đạt tới ngưng thần cảnh, có hắn ở đó, vừa lúc thăm dò thực lực của tu sĩ thần bí kia. Phương Vọng hiếu kỳ hỏi, hắn không xuôi nam tìm kiếm tiên duyên sao? Xuôi nam ra biển là phong trào 20 năm gần đây, cũng không chỉ có đệ tử Thái Uyên môn xuôi nam. Triệu Truyền càng nói tiếp, hắn đang ngộ kiếm đạo, công bố nếu không nhập đạo, thề không rời đi Đại Tề. Nhập đạo, thú vị. Phương Vọng cũng không cảm thấy từ cầu mệnh đang nói khoác lác, trái lại cảm thấy từ cầu mệnh nhất định sẽ thành công. Xem ra từ cầu mệnh giống như hắn, cho dù xuôi nam, cũng phải có thực lực tung hoành đại dương mênh mông. Nếu không đi rồi mà chết trên đường thì thật có lỗi với thiên phú của mình. Ngoài việc này, mà còn có chuyện khác sao? Phương Vọng tiếp tục hỏi, trong lòng của hắn chỉ có một việc, đó chính là đột phá độ hư cảnh, cho nên hắn muốn tranh thủ thời gian kết thúc cuộc nghị sự này. Quả nhiên, ta không thích hợp làm trưởng môn. Phương Vọng cảm thán trong lòng, càng thêm kiên định lòng muốn ra ngoài. Sài Y bắt đầu kể đến chuyện khác, vấn đề liên quan tới quyền sở hữu long mạch. Đại Tề đã kích hoạt 49 long mạch, linh khí xung quanh long mạch nồng nặc nhất, các đại giáo phái cũng muốn tranh, nhưng không thể cứng rắn tranh, mà là lấy lý phân chia. Sau khi nàng nói xong, Triệu Truyền càng nói ra ý kiến theo. Phong chủ, trưởng lão khác cũng sẽ đưa ra ý kiến, cuối cùng lại do Phương Vọng gõ nhịp quyết định. Nói trắng ra, trưởng môn chính là dùng để làm quyết định, cũng dùng để cõng nồi, gánh trách nhiệm. Chuyện thành công, đó chính là công lao của trưởng môn, mà việc thất bại, cũng là khuyết điểm của trưởng môn. Phương Vọng lại cảm thấy rất công bằng. Sau khi giày vò hơn 1 canh giờ, đám người mới rời đi. Cánh cổng đóng lại, Phương Vọng thở dài một hơi, tiếp tục luyện công. Tu vi của hắn sắp đạt tới bình cảnh, rất nhanh có thể đột phá, bên trong Huyền Dương Thần Kinh có ghi chép pháp môn đột phá độ hư cảnh. Đến cảnh giới này, đột phá là cần phải độ kiếp. Rất nhiều đại tu sĩ đều chết trong độ kiếp, cho nên vì độ kiếp, phải chuẩn bị sách lược vẹn toàn. Phương Vọng thì không lo lắng, thân thể của hắn mạnh mẽ dường nào, lại thêm rất nhiều tuyệt học đại viên mãn, muốn chết cũng khó. Hoàn thành Đại Tề, ở vào trung tâm Giang Sơn, phạm vi ngàn dặm xung quanh chính là vùng bình nguyên, núi quanh hoàng thành không cao lắm, nhưng phong cảnh tú lệ. Trong hoàng cung, Từ Cầu Mệnh ngồi tĩnh tọa trên mái hiên hoàng điện, quần thần đang đi đến hoàng điện phía dưới sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Hắn chính là Từ Cầu Mệnh của Huyền Hồng Kiếm Tông sao? Khí chất này thật là tiên nhân. Nghe nói, hắn là đại tu sĩ số 1 số 2 của tu tiên giới Đại Tề. Không biết kiếm thánh Phương Vọng lại có phong độ thế nào? Từ tiên nhân đã là đại tu sĩ danh chấn 7 triều, có hắn ở đây, tất nhiên không ai có thể tổn thương bệ hạ. Không biết rốt cuộc là chuyện gì mới dẫn tới bệ hạ triệu hắn đến hộ giá. Từ Cầu Mệnh đã tới đây mấy ngày. Mỗi ngày vào triều, quần thần đều có thể nhìn thấy hắn, tên của hắn đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ của Hoàng Thành. Phụ thân của Phương Vọng, Phương Dần đi trong đám người, cũng nhìn Từ Cầu Mệnh một chút. Đợi quần thần vào điện, Từ Cầu Mệnh từ từ mở mắt, nhìn lại từ thị giác của hắn, có thể cúi xem Hoàng Thành. Sắp tới rồi sao? Từ Cầu Mệnh tự lẩm bẩm, kiếm ý của hắn sinh ra một chút tâm tình bất an, điều này đại biểu nguy hiểm sắp đến. Đối thủ càng mạnh, hắn càng không hoảng hốt, trái lại còn tràn ngập chờ mong. Từ sau bí cảnh Trụy Thiên, kiếm ý của hắn tăng vọt, nhất phi trùng thiên. Ngoài lúc đối mặt Phương Vọng, hắn cảm thấy mình sẽ không thất bại, đối mặt vị tồn tại thần bí tự xưng là tiên nhân kia, hắn đã không kịp chờ đợi muốn cùng chiến đấu. Nhìn lại theo ánh mắt của hắn, chân trời xuất hiện lôi vân cuồn cuộn, ngột ngạt đến cực hạn. Thái Uyên Môn, Thủy Uyên Điện. Phương Vọng đứng dậy, đi ra Thủy Uyên Điện, tiểu tử thấy thế, vội vàng cõng thôn hồn hồ lô đi theo. Sau khi đi ra đại điện, hắn nhìn xung quanh, cuối cùng quyết định độ kiếp trên quảng trường trống trải bên dưới. Tuyết lớn đầy trời, thiên địa mênh mông, dãy núi ẩn trong sương mù tuyết, giống như từng tòa sơn thần, thần bí mà uy nghiêm. Tuyết trắng mênh mang chồng chất trên quảng trường, không thấy đá xanh. Hắn đi đến trung ương quảng trường, bắt đầu đả tọa. Tiểu tử trôi lơ lửng trên không trung, hồi hộp mà mong đợi hỏi, công tử, ngươi sắp bắt đầu độ kiếp rồi sao? Triệu Chân xuất hiện từ trong hồ lô, nói với vẻ mặt hưng phấn, độ kiếp, đây chính là tình tiết trong thần thoại mới xuất hiện, điều này nói rõ chủ nhân đã thoát ly phàm thai. Phương Vọng nhắm mắt lại, nói, không sai, đến lúc đó các ngươi trốn xa một chút, thiên uy lồng lộng, cẩn thận trừ yêu tru ma. Hắn lập tức bắt đầu vận chuyển Huyền Dương Thần Kinh. Thiên địa linh khí tuôn về phía hắn. Gió lốc mắt trần có thể thấy hình thành quanh người hắn, dần dần lớn mạnh, cuốn lên tuyết động xung quanh, tựa như bão tuyết. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Đại khái qua 2 canh giờ, linh khí trong thiên địa hội tụ trên quảng trường, dẫn đến biển mây trên trời quay cuồng kịch liệt, tích xúc thiên uy. Tu sĩ cao tầng của chính mạch núi non và chủ mạch dồn dập xuất quan, chạy đến từ 4 phương 8 hướng trong tuyết lớn mênh mông. Khi bọn họ nhìn thấy bóng dáng Phương Vọng, tất cả đều sửng sốt. Phương Vọng đang làm gì? Không phải là tu luyện một loại pháp thuật nào đó đấy chứ? Chẳng lẽ là Cửu Thiên Thương Lôi kiếm trận? Không thích hợp, hắn đang hấp thu thiên địa linh khí, loại cảm giác này hơi giống Tố Linh, nhưng uy thế càng mạnh hơn. Các tu sĩ Thái Uyên Môn bàn luận ầm ĩ, hiếu kỳ Phương Vọng đang làm gì. Phó trưởng môn Sài Y, trưởng lão truyền thừa Triệu Truyền Càng, Tham Thụy Chân Nhân và các cao tầng khác đều tới, nhìn thấy Phương Vọng, bọn họ cũng rất kinh ngạc. Hắn muốn độ kiếp đột phá. Sài Y nhíu chặt đôi mi thanh tú, gằn từng chữ một. Độ kiếp đột phá, đám người sửng sốt, một trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đột phá làm gì mà phải độ kiếp? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn đã hối hận, vì hắn ý thức được Phương Vọng đang đột phá cảnh giới cao mà hắn không cách nào hiểu rõ. Tham Thụy Chân Nhân cảm thán nói, ngưng thần cảnh lại hướng lên trên. Thật là tiên mệnh. Bao nhiêu tu sĩ, cố gắng cả đời cũng không đạt đến ngưng thần cảnh, cho dù đạt tới, cũng rất khó tiến thêm một bước, nhưng Phương Vọng lại khác. Từ khi hắn bước vào con đường tu tiên, hình như không đụng phải bình cảnh, một đường thông thuận, không ngừng khiêu chiến cực hạn, phá vỡ nhận tri của thế nhân đối với hắn. Các vị, bày trận đi, tránh kiếp nạn này tác động đến chính mạch. Triệu Truyền Càng mở miệng nói, hắn sụ mặt, hoàn toàn nghiêm khắc như trước đây. Nghe vậy, chúng tu sĩ đều tiêu tán, trở lại các mạch triệu tập đệ tử thân truyền. Không đến thời gian một nén nhang, toàn bộ đệ tử của Thái Uyên Môn cũng nghe nói Phương Vọng muốn độ kiếp đột phá. Độ kiếp, từ khi Thái Uyên Môn sáng lập đến nay, còn chưa từng có người độ kiếp. Càng ngày càng nhiều đệ tử đi ra động phủ, đạp kiếm đến đây quan sát, Thái Uyên Môn trong trời đông giá rét trở nên náo nhiệt. Cùng lúc đó, trên không Hoàng Thành, mùa nơi này khác với Thái Uyên Môn, nhiệt độ không khí ấm áp, nhưng lúc này cũng lôi vân cuồn cuộn. Giờ phút này, bách tính, quan lại quyền quý toàn thành đều đang ngước nhìn lên trời, có người đứng trên đường đi, có người đẩy cửa sổ ra, nhô ra nửa người trên, ngay cả binh sĩ trên tường thành cũng ngửa đầu. Trên bầu trời có 2 bóng dáng đang giằng co, một người trong đó chính là Từ Cầu Mệnh. Từ Cầu Mệnh dáng người thẳng tắp, một bóng kiếm phát ra ánh bạc lơ lửng sau lưng hắn, tựa như kiếm linh. Kiếm khí đáng sợ hắn tràn ra từ trong cơ thể, như khí diễm dũng mãnh lao tới, xuyên thủng lôi vân. Đường kính lỗ thủng ở tầng mây kia đã vượt qua 10 trượng, giống như trời bị rách. Kiếm ý của Từ Cầu Mệnh như hồng, khí phách hiên ngang, nhưng khí thế của hắn cũng không áp chế được đối thủ. Kiếm ý không tệ, đáng tiếc, phẩm giai bảo linh bản mệnh kém một chút, xem ra ngươi không phải Phương Vọng. Kẻ nói chuyện là một ông lão mặc đạo bào cũ nát, thân hình hắn gầy gò, xương gò má nhô ra, lông mi trắng hỗn loạn, hai mắt như mắt hổ, dùng ánh mắt tràn ngập tính xâm lược dò xét Từ Cầu Mệnh. Từ Cầu Mệnh mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng hắn âm thầm kinh ngạc. Khí tức thật cao thâm, Từ Cầu Mệnh chưa bao giờ từng thấy loại người này, cảm giác ông lão đạo bào giống như đại dương mênh mông sâu không thấy đáy, nhìn không thấu, đoán không được, chỉ có một loại khí tức tĩnh mịch khó tả phát ra, phảng phất tượng trưng cho tử vong. Tại hạ Từ Cầu Mệnh của Huyền Hồng Kiếm Tông, các hạ có dám xưng tên ra? Từ Cầu Mệnh lạnh giọng hỏi. Ông lão đạo bào nhếch miệng cười to, cười đến kiệt ngạo bất tuần, cười đến hung hăng ngang ngược, hắn khinh miệt nhìn Từ Cầu Mệnh, nói, danh hào của ta. Ta chính là chân tiên sống trong nhân thế, ngươi có thể xưng ta là Tiêu Giao Tiên. Lời vừa dứt, Tiêu Giao Tiên chợt đưa tay. Một con rắn độc màu đỏ đậm bỗng nhiên bay ra từ trong tay áo, xông thẳng đến Từ Cầu Mệnh. Ánh mắt Từ Cầu Mệnh ngưng lại. Hắn không lùi mà tiến tới, đối diện thẳng Tiêu Giao Tiên, trong chốc lát, kiếm linh phía sau hắn chợt biến mất. Một ánh kiếm lấp lánh giữa thiên địa, khiến người toàn thành nhắm mắt. Ầm, tiếng đổ đinh tai nhức óc vang lên, cuồng phong tàn sát bừa bãi giữa thiên địa, từng luồng kiếm khí bắn ra từ trên cao, quét ngang chân trời. Từ Cầu Mệnh giết tới trước mặt Tiêu Giao Tiên, hai tay lấy ngón tay làm kiếm, từng luồng kiếm khí sắc bén giết đến, nhưng bị Tiêu Giao Tiên nhẹ nhõm tránh né. Đối mặt với kiếm khí của Từ Cầu Mệnh, Tiêu Giao Tiên nhanh chóng tránh né. Rõ ràng động tác của Từ Cầu Mệnh thoạt nhìn càng nhanh, thậm chí khiến người không cách nào bắt giữ bằng mắt thường, mà tất cả mọi người trong hoàng thành đều có thể thấy rõ thân hình của Tiêu Giao Tiên. Ha 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 ha! Bé con, dám giao đấu cùng chân tiên, sẽ chết rất thảm đấy. Tiêu Giao Tiên làm càng cười to, rồi điểm ra một ngón tay, nhanh như sét đánh, trực tiếp điểm lên vai phải Từ Cầu Mệnh. Sắc mặt Từ Cầu Mệnh lập tức ngưng kết. Một luồng lực lượng khó có thể tưởng tượng xuyên thủng bờ vai của hắn, kèm theo lấy một tiếng nổ kinh thiên động địa trên không trung. Thân hình của hắn bỗng nhiên rơi xuống phía sau, tựa như sao băng từ trên trời đập xuống, đi vào trong hoàng cung. Ầm, một tòa cung điện khổng lồ bị nện đến sụp đổ, bụi đất tung bay. Tiêu Giao Tiên vẫn giữ tư thế chỉ điểm, một vệt kình khí đang khuếch tán trước mặt hắn, nụ cười của hắn là không gương thần cảnh nho nhỏ, cũng dám lỗ mãng trước mặt bản tiên. Tiêu Giao Tiên nói lời khinh thường, nhưng vừa dứt lời, ánh mắt của hắn đã thay đổi. Mặt đất hơi rung động, dẫn đến người toàn thành đều có thể cảm nhận được, nhất là trong hoàng cung, rung động càng thêm kịch liệt, từng khối đá vụn, gỗ gãy bay lên. Chỉ thấy một bóng dáng chậm rãi bay ra từ trong bụi đất cuồn cuộn kia, chính là Từ Cầu Mệnh. Vai phải Từ Cầu Mệnh xuất hiện một lỗ máu lớn, nhưng cũng không làm xương cốt trong thân thể của hắn uốn lượn, giờ phút này hắn đang nắm chặt kiếm linh. Một luồng kiếm ý khó tả bao phủ toàn bộ hoàng thành, cho dù là tu sĩ, hay hào khách giang hồ, hay là tướng sĩ, chỉ cần là người có kiếm của bọn họ đều đang rung lên, phảng phất đang cung nghênh quân chủ kiếm đạo giáng lâm. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu nắm chặt chuôi kiếm, sợ kiếm của mình bay ra ngoài. Tiêu Giao Tiên nheo mắt lại, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ngưng thần cảnh nho nhỏ lại ngộ ra kiếm ý như thế, xem ra tiểu tử ngươi có ngộ tính kiếm đạo vượt qua giới hạn của Bảo Linh. Cũng được, quả nhiên là trời không phụ ta. Từ Cầu Mệnh nhất kiếm chỉ về Tiêu Giao Tiên phía xa, giờ phút này hắn tóc tai bù xù, tóc đen tùy ý bay loạn, càng lộ vẻ khí phách. Thái Biên Môn, chủ mạch. Phương Vọng vẫn duy trì tư thế tĩnh tọa như cũ. Giờ phút này hắn bay lên giữa không trung, lôi vân trên trời đã xuất hiện hiện tượng sấm sét giao thoa lôi, thiên uy lồng lộng, khiến thiên địa đè nén. Chủ mạch đã bị một quan trận to lớn vây quanh, tất cả đệ tử Thái Biên Môn đều quan sát ở ngoài trận, có người kích động, có người sợ hãi, cũng có người chờ mong. Phương Vọng bỗng nhiên mở mắt, một cột sét tựa như mảng xà to lớn đánh xuống, thế như kinh hồng, vừa muốn bổ trúng hắn đã tản ra. Hộ thể thần cương. Sau khi chống đỡ được cột thiên lôi thứ nhất, Phương Vọng hiện ra vẻ không hài lòng. Chỉ vậy thôi à, không đau không ngứa, thậm chí hắn còn chưa nghiêm túc, thậm chí chưa dùng trạng thái mạnh nhất của Thiên Cương Thánh Thể. Tuy hắn không hài lòng, nhưng tu sĩ khác của Thái Viên Môn ở ngoài trận lại đều sợ hết hồn hết vía. Nếu đổi lại là bọn họ, thì chắc bọn họ đều không kịp phản ứng với cột thiên lôi vừa rồi kia. Sắc mặt của nhóm Sài Y, Triệu Truyền Càng, Dương Nguyên Tử rất nặng nề, không phải bọn họ bị độ kiếp hù dọa, chỉ là sợ hãi thực lực của Phương Vọng, đây là một loại bản năng, không liên quan đến quan hệ thân sơ. Sau khi cột thiên lôi đầu tiên đánh xuống, lôi kiếp đã chính thức bắt đầu, lôi điện rơi trên người hắn trực tiếp tan thành mây khói, không thể làm lung lay bóng dáng của hắn. Lôi điện đánh xuống càng ngày càng nhiều, thanh thế lại không ngừng tăng lên, vang vọng trong Thái Viên Môn, đinh tai nhức óc. Đệ tử ngoài trận bắt đầu kinh ngạc bàn tán, nhưng bọn họ có nhiều người hơn nữa, thì tiếng nói vẫn không thể lấn át tiếng sấm. Tiểu tử cũng ở ngoài trận, nó nhìn mà cảm xúc dạt dào. Nếu như có một ngày nó muốn hóa rồng, thì nó cũng phải độ kiếp như vậy, để trời đất tuyên bố sự lột xác của nó. Độ kiếp vẫn tiếp tục, sau thời gian một nén nhang, thiên uy đến một giai đoạn khác, sắc mặt của các tu sĩ lập trận đều trắng bệch, bọn họ cảm thấy trận pháp có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Tuyết trắng xóa trong trận đã tan ra từ lâu, so với ngoài trận thì giống như hai mùa, tốc độ tuyết rơi ở ngoài trận không bằng lúc trước, thậm chí ngay cả sương tuyết cũng trở nên lơ thơ. Càng ngày càng nhiều đệ tử chạy tới xem Phương Vọng độ kiếp, cảnh này ngày hôm nay sẽ khắc sâu trong lòng bọn họ, cả đời khó quên. Từ nay về sau, độ kiếp sẽ trở thành một tiêu chuẩn đánh giá đại tu sĩ của đệ tử Thái Uyên Môn. Tiêu chuẩn này sẽ càng ngày càng cao theo thời gian. Phương Vọng đắm chìm trong luyện công, đạo pháp của Huyền Dương Thần Kinh hiện lên trong đầu hắn. Độ hư cảnh là cảnh giới tôi luyện nguyên thần, người đạt đến độ hư cảnh, ngoài tu vi tăng vọt ra, nguyên thần cũng có thể rút ra, cho dù thân xác của tu sĩ đã chết, còn nguyên thần thì vẫn có thể sống. Phải biết rằng dưới độ hư cảnh, hầu hết tu sĩ đều chưa ngăn được thủ đoạn nguyên thần chạy trốn, Phương Vọng là kẻ lạc loài, người có thể so với hắn trong ngưng thần cảnh vô cùng ít ỏi. Nguyên thần xuất khiếu, còn có thể dò xét âm vật lêu lổng ở nhân gian, cái gọi là âm vật không phải chỉ quỷ hồn, tà ma, còn có rất nhiều thứ không nhìn thấy, thuộc về âm gian. Lôi kiếp càng ngày càng mạnh, Phương Vọng ở trong trạng thái cảm ngộ, ý thức khởi động Thiên Cương Thánh Thể. Một khí thế bá đạo vọt lên trời, lại khiến lôi vân trên trời bị xua tan, đại trận Thái Uyên Môn dao động kịch liệt, có thể phá tan bất cứ lúc nào. Người đâu mau đến đây. Một trưởng lão đỏ mặt tức giận quát lên, cổ của hắn nổi gân xanh, vô cùng dữ tợn. Không chỉ có hắn, phong chủ các mạch lao nhau kêu gọi đệ tử mạch phong của mình vào trận, chỉ cần trút linh lực vào người bọn họ là được. Chưa đến 5 nhịp thở đã có hơn vạn đệ tử gia nhập đội ngũ, khiến cho màn sáng trận pháp nhanh chóng ổn định trở lại. Tất cả người vào trận đều có thể cảm nhận được khí thế đáng sợ trong trận, sắc mặt bọn họ thay đổi mãnh liệt, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Rốt cuộc đại sư huynh là cảnh giới gì? Khí thế này nghịch thiên quá rồi. Chỉ là khí thế đã có cảm giác áp bức như vậy, khó có thể tưởng tượng nếu như trở thành đối thủ của Phương sư huynh thì sẽ đáng sợ cỡ nào. Sao không gọi Phương trưởng môn? Trời ơi, ta đứng ở cuối cùng cũng cảm thấy sắp không chống đỡ nổi rồi. Người đâu mau đến đi, chút người này hoàn toàn không đủ. Sau tiếng kêu kinh ngạc của từng đệ tử, lại có càng nhiều đệ tử vào trận pháp, thoạt nhìn giống như Thái Uyên Môn đang bày trận trấn áp Phương Vọng. Hai tay Phương Vọng biến đổi thất thường, vận công chiêu thức. Dần dần sau đầu hắn ngưng tụ ra từng quả hỏa cầu, đó là Huyền Dương chân hỏa biến ra. Ngoài cơ thể hắn thì tràn ra từng sợi khí diễm màu trắng nóng rực, khiến cả người hắn trông giống như sẽ mọc cánh thành tiên bất cứ lúc nào. Phương Vọng đã tiến vào trạng thái quên mình, hắn biết lôi kiếp đã không thể tạo ra uy hiếp đối với hắn, bây giờ hắn chỉ cần chuyên tâm tu luyện nguyên thần của mình. Đợi giây phút nguyên thần xuất khiếu, hắn mới tính là đột phá thành công. Hoàng thành đại tề, thành trì phồn hoa ngày xưa tràn ngập khói thuốc súng, từng lầu các sụp đổ, bụi đất cuồn cuộn. Tiếng khóc của trẻ con, nữ nhân, tiếng hò hét của nam nhân vang vọng ở từng ngóc ngách. Lượng lớn binh sĩ đang tiến hành cứu viện trong thành, cũng có rất nhiều người không bị thương nhìn lên bầu trời, trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng và sợ hãi. Lôi vân trên trời bị xé thành vô số mảnh nhỏ, lờ mờ có thể thấy dấu vết kiếm khí lướt qua, trong hoàng cung còn có vết kiếm đáng sợ trên bức tường từ Nam đến Bắc, khó có thể tưởng tượng lúc trước đã xảy ra trận chiến đấu kinh khủng thế nào. Trên trời cao, Tay phải của Tiêu Dao Tiên bóp cổ Từ Cầu Mệnh, mặt hắn nở nụ cười tàn nhẫn, còn hai tay Từ Cầu Mệnh rũ xuống, áo bào rách nát, cả người đầy máu, hai mũi chân vẫn đang nhỏ máu. Từ Cầu Mệnh sắp mất ý thức, nhưng hắn vẫn khó khăn giơ tay phải lên, hai ngón tay chỉ về phía ngực của Tiêu Dao Tiên, giống như đang dùng kiếm đâm Tiêu Dao Tiên. Ngộ tính kiếm đạo của ngươi rất tốt, có tư cách trở thành tế phẩm, để ngươi sống thêm mấy ngày. Tiêu Dao Tiên lạnh lùng cười nói, hắn cũng nhìn xuống phía dưới, đột nhiên biến mất giữa không trung. Chưa đến 10 nhịp thở, hắn đã lại bay đến trời cao, lúc này tay trái của hắn còn xách theo một người khác, chính là Triệu Khải, mà Triệu Khải đã bất tỉnh rồi. Nói cho Phương Vọng Thái Uyên Môn biết, bổn tiên đợi hắn ở Thiên Đỉnh Sơn Bắc Cảnh, hắn chỉ có thời gian 1 năm. Nếu 1 năm sau hắn không đến, không chỉ có thiên tử 7 triều sẽ chết, bổn tiên còn tàn sát đại tề. Đến lúc đó nhất định sẽ khiến Giang Sơn này máu chảy thành sông, 100 vạn xác người. Tiếng nói của Tiêu Dao Tiên vang vọng trên bầu trời hoàng thành, hắn xách Triệu Khải và Từ Cậu Mệnh bay về phía bắc. Trong một phủ đệ của hoàng thành, người Phương gia tụ tập ở đây, một thiếu niên nhìn về phía Phương Mãnh, căng thẳng hỏi, gia gia, ca ta sẽ đi ứng chiến sao? Hắn là đệ đệ ruột của Phương Vọng, Phương Tầm. Phương Mãnh trầm giọng nói với sắc mặt u ám, hắn sẽ đi, hơn nữa hắn còn sẽ chính tay giết chết tên tặc nhân kia. 4 phương 8 hướng truyền tới tiếng kêu gào, báo hiệu kiếp nạn này đáng sợ tới mức nào. Phương phủ có rất nhiều tu sĩ, dựa vào trận pháp bảo vệ cả phương phủ, nhưng những bách tính kia thì chỉ có thể gặp tai ương. Phương Mãnh là quốc công khai triều, tất nhiên thấy mà vô cùng đau đớn. Hắn chỉ là người phàm, mặc dù cũng đang tu tiên, nhưng hắn bó tay chịu trói khi đối mặt với Tiêu Dao Tiên, thậm chí còn không có cả bản lĩnh lên trời. Người khác của Phương phủ đều rơi vào trong im lặng, không khí bị đè nén. Trong lòng bọn họ đều sinh ra một suy nghĩ. Phương Vọng đối đầu với Tiêu Dao Tiên vừa rồi, thật sự có phần thắng sao? Bọn họ đã chứng kiến bản lĩnh của Tiêu Dao Tiên, trong lòng thật sự cảm thấy Tiêu Dao Tiên là tiên nhân, chỉ là tiên nhân này không giống tiên nhân trong thần thoại, là kẻ tà ác, tàn nhẫn như vậy. Thái Uyên Môn, lôi vân dần dần tiêu tan. Màn sáng trận pháp bao quanh chủ mạch dần dần tản ra, hàng vạn tu sĩ lơ lửng trong không trung, còn có đệ tử tu vi yếu đã hạ xuống các mạch phong, vừa vận công, vừa thở dốc, ánh mắt bọn họ đều không khỏi nhìn về phía chủ phong. Phương Vọng tĩnh tọa trên chủ mạch, cao hơn tất cả đỉnh núi. Kim lân bạch vũ y trên người hắn bay theo gió, từng luồng long khí màu vàng vây quanh người, cộng thêm một vòng hỏa cầu sau đầu hắn, trông giống như chân tiên hạ phàm. Dù là cao tầng hay các đệ tử của Thái Uyên Môn, trong lòng đều vẫn còn sợ hãi. Khi Phương Vọng độ kiếp đến thời khắc then chốt nhất, thiên uy kia vô cùng đáng sợ, ép Thái Uyên Môn phải điều động hơn 10 vạn đệ tử cung cấp linh lực, mới miễn cưỡng bảo vệ trận pháp không bị phá vỡ. Nếu như lôi kiếp còn duy trì một thời gian, thì rất có thể bọn họ không kiên trì được, thậm chí ngay cả Thái Uyên Môn cũng sẽ bị san thành đất bằng. Thiên uy kia thực sự quá đáng sợ, khiến bọn họ có cảm giác như chống lại ông trời. Điều khiến bọn họ kinh ngạc nhất là biểu hiện của Phương Vọng. Từ đầu đến cuối, Phương Vọng đều không bị thương, đầu tóc của hắn cũng không bù xù, giống như người độ kiếp không phải hắn. Ánh mắt các đệ tử nhìn về phía Phương Vọng tràn đầy sùng bái, ánh mắt cao tầng nhìn về phía Phương Vọng tràn đầy kỳ vọng. Bọn họ đều biết sau lần độ kiếp này, Thái Uyên Môn sẽ trở thành giáo phái mạnh nhất đại tề, không phải một trong số giáo phái mạnh nhất nữa, cho dù là Kim Tiêu giáo thâm sâu khó lường kia cũng không thể là đối thủ của Phương Vọng. Ngay cả phó trưởng môn Sài Y cũng nghĩ như vậy. Nàng nhìn Phương Vọng từ xa, trong lòng không ngừng so sánh Phương Vọng với Ma Quân. Nàng đột nhiên không có lòng tin đối với Ma Quân. Tên này thật sự quá mạnh, Sài Y nhớ đến lần đầu nàng gặp Phương Vọng, giống như cách mấy đời, giờ mới qua bao nhiêu năm, Phương Vọng đã mạnh tới mức độ này rồi. Lúc này, Phương Vọng đang cúi xuống nhìn cả Thái Uyên Môn, chỉ là hắn không nhìn bằng mắt thường, mà dùng trạng thái nguyên thần. Hắn đứng trên trời cao, thậm chí có thể thấy được thân xác của mình ở bên dưới. Một loại cảm giác kỳ diệu chưa từng có dâng lên trong lòng hắn. Giờ phút này, hắn có loại cảm giác có được tự do, giống như thân xác chính là gông cùng vậy. Nhưng rất nhanh hắn đã trấn áp loại suy nghĩ này, hắn không những cần tu luyện hồn phách, còn phải tu luyện thân xác. Tu đủ cả hồn thể mới có thể bước đến tiên đạo chân chính. Phương Vọng thấy rất nhiều hồn phách du đãng trong Thái Uyên Môn, có hồn phách của người, có hồn phách của yêu. Những hồn phách này không phải quỷ hồn, mà là hồn thể tu sĩ ngưng thần cảnh đều không nhìn thấy. Bọn họ trông như vẫn đang ở nhân gian, trên thực tế đã rơi vào âm gian, chỉ là chiếu đến dương gian. Âm dương cách biệt, Phương Vọng thấy trên lưng chừng núi của chủ mạch có một hồn phách đang nhìn hắn. Quảng Cầu Tiên đứng trước mộ của mình, vuốt râu mỉm cười, ánh mắt nhìn Phương Vọng đầy vẻ vui và yên tâm. Phương Vọng nhìn hắn, trong lòng đột nhiên có cảm giác hoài niệm. Còn hoài niệm cái gì thì đến cả hắn cũng không nói rõ ra được. Sau đó, Phương Vọng trở lại thân xác, nguyên thần quy vị. Hắn khống chế lại thân xác, có cảm giác chân thực, khiến hắn bỗng dưng thở vào nhẹ nhõm. Mặc dù trạng thái nguyên thần xuất khiếu rất tự do, nhưng quá trôi nổi, giống như sẽ bị năng lượng không biết tới kéo đi bất cứ lúc nào. Phương Vọng đứng dậy, bay về phía Thủy Uyên Điện, nhanh chóng vào điện. Tất cả mọi người không được đến gần Thủy Uyên Điện, đừng quấy rầy trưởng môn củng cố tu vi. Tiếng nói của Triệu Truyền càng vang vọng khắp Thái Uyên Môn, phá vỡ sự yên tĩnh, khiến Thái Uyên Môn rơi vào trong tiếng xôn xao. Tất cả mọi người đều kinh ngạc cảm thán về việc độ kiếp lúc trước. Về đến Thủy Uyên Điện, Phương Vọng bắt đầu tĩnh tọa vận công, điều giải linh lực. Hắn hoàn toàn bước vào độ hư cảnh, linh lực cũng đang lột xác, khí tức của hắn không ngừng tăng vọt, khiến Thủy Uyên Điện chấn động. Tiểu tử cẩn thận dè dặt vào điện, Triệu Chân bay ra từ trong thôn hồn hồ lô, hắn khẽ cảm thán nói, khí thế như vậy, ai trở thành kẻ địch của chủ nhân, đều là bi ai. Thậm chí hắn cảm thấy Phương Vọng đã vô địch thiên hạ rồi. Có lẽ tu vi của Khương Vọng không phải đỉnh điểm của nhân gian, nhưng khí thế quân lâm thiên hạ, không ai bì nổi kia chắc chắn là người đệ nhất nhân gian. Phương Vọng nghe thấy lời Triệu Chân nói, nhưng hắn lại thờ ơ, thiên hạ này lớn cỡ nào, người may mắn lại nhiều cỡ nào, huống hồ còn có sự tồn tại của thượng giới, cho nên theo hắn thấy, độ hư cảnh vẫn không tính là gì. Huyền Dương Thần Kinh ghi chép cách đột phá các tầng cảnh giới, chỉ là không xác định tên của cảnh giới. Phương Vọng đoán có thể cách này truyền thừa từ xa xưa, không ăn khớp với thời đại bây giờ, nhưng theo cách đột phá phía sau, thì hắn còn cách rất xa điểm cuối tu luyện. Hơn nữa điểm cuối của Huyền Dương Thần Kinh có phải là điểm cuối của nhân gian hay không cũng chưa xác định. Cứ như vậy, từng ngày trôi qua. Thời gian một tháng trôi qua, Phương Vọng mới củng cố xong tu vi. Hắn lấy lệnh bài đại đệ tử của mình ra, truyền gọi các cao tầng của Thái Uyên Môn. Mấy ngày trước thường có người đến trước Thủy Uyên Điện lượn lờ, nhưng lại từ bỏ việc quấy rầy hắn, điều này khiến hắn nhận ra được các cao tầng có chuyện tìm hắn. Mọi người lục tục đi vào trong Thủy Uyên Điện, dồn dập hành lễ với Phương Vọng. Triệu Khải bị bắt rồi, Từ Cầu Mệnh thảm bại trong tay Tiêu Giao Tiên, cũng bị bắt, không rõ sống chết. Tiêu Giao Tiên nói hạn cho ngươi trong vòng 1 năm đến Thiên Đỉnh Sơn Bắc Cảnh tìm hắn, nếu không hắn sẽ tàn sát Giang Sơn Đại Tề. Triệu Truyền càng nhanh chóng nói, giọng điệu nặng nề. Tiêu Giao Tiên, danh hiệu rất làm màu, Phương Vọng hỏi, tại sao hắn không trực tiếp tìm ta? Triệu Truyền càng lắc đầu, Sài Y tiếp lời, ta đã trao đổi với giáo phái khác, chuẩn bị liên thủ đến Thiên Đỉnh Sơn, vây quét Tiêu Giao Lão Ma. Tiêu Giao Lão Ma, đúng là biết đặt tên. Phương Vọng suýt nữa bật cười, nhưng hắn đã nhịn xuống. Phương Nguyên Tử cau mày, nói, rất rõ ràng, Tiêu Giao Tiên đang tính toán điều gì đó. Thời gian 1 năm này trông có vẻ ngông cuồng, có thể hắn cũng đang chuẩn bị cái gì. Theo ta được biết, Thiên Đỉnh Sơn là ngọn núi cao nhất trong 7 triều, là nơi gần trời nhất. Nơi đó vô cùng lạnh lẽo, chọn nơi như vậy chắc chắn không phải nhất thời nổi hứng. Phong chủ, trưởng lão khác bắt đầu suy đoán. Không lẽ là đang chuẩn bị trận pháp? Có khả năng, trận pháp đó có liên quan tới Hàn Băng. Nếu Phương Vọng không đi, chẳng phải kế hoạch của hắn sẽ thất bại à? Dù sao trưởng môn chúng ta đã là tu sĩ đệ nhất Đại Tề, lại có Thiên Nguyên Bảo Linh, sao có thể sợ chiến? Hắn chính là ăn chắc điểm này. Không sao. Thời gian 1 năm này, hắn có thể chuẩn bị, chúng ta lại không thể sao? Nghe bọn họ thảo luận, Phương Vọng lại đang nghĩ kiếp trước Tiêu Giao Tiên nhắm vào Cơ Như Thiên thế nào. Cơ Như Thiên không liên quan tới Đại Tề, tất nhiên Tiêu Giao Tiên sẽ không lấy Đại Tề ra để uy hiếp. Nhưng tại sao kiếp trước Tiêu Giao Tiên cũng bắt thiên tử 7 triều, thiên tử? Phương Vọng cứ cảm thấy thiên tử, Thiên Nguyên Bảo Linh có ý nghĩa đặc biệt nào đó đối với Tiêu Giao Tiên. Nếu hắn đã nói 1 năm, vậy thì đợi nửa năm trước đi, vừa hay để các ngươi điều tra một phen. Hắn dám tự xưng là Tiêu Giao Tiên, chứng tỏ hắn rất kiêu ngạo, chắc chắn sẽ để lại sự tích ở triều khác. Phương Vọng nói, mặc dù hắn không sợ Tiêu Giao Tiên, nhưng hắn cũng muốn đợi thêm, đắp nặng Bảo Linh bản mệnh trước rồi nói sau. Các cao tầng không có ý kiến, sau đó bọn họ lại nói chút chuyện trong giáo. Thái Uyên môn hơn 20 vạn đệ tử, có hơn một nửa đều ở bên ngoài, còn một phần thì ở cố định lâu dài gần các linh mạch, hoặc là trông coi thiên tài đại bảo linh khu của Thái Uyên môn. Tất cả sự việc đều sẽ tụ tập đến chủ mạch. Lại một canh giờ trôi qua. Sau khi tiễn bọn họ đi, Phương Vọng trực tiếp lấy ra lệnh bài đại đệ tử, dùng thần thức truyền âm cho Chu Tuyết, mau trở về nâng đỡ trưởng môn mới, ta không chịu nổi được nữa rồi. Ở một bên khác, trong một cung điện đổ nát, Chu Tuyết nằm dựa trên ghế dài, một tay chống đầu, một tay cầm lệnh bài đệ tử của Thái Uyên môn. Nàng mặc trường y đỏ đen đan xen, tóc dài buộc nghiêm trang, trang điểm xinh đẹp, vừa quyến rũ lại vừa uy nghiêm. Nghe lời nói truyền ra từ trong lệnh bài đệ tử, khóe miệng Chu Tuyết cong lên, sau đó lệnh bài trong tay đột nhiên biến mất, một chiếc nhẫn trên tay phải của nàng cũng lóe sáng. Chu Tuyết nhắm mắt lại, bắt đầu chợp mắt, chỉ là tay phải của nàng đang gõ nhẹ lên chân của mình. Qua một lúc sau, một nữ tử mặc áo đen sải bước đi vào trong điện, nửa quỳ trước mặt nàng, trầm giọng nói, đã giết sạch toàn bộ, không một người sống. Chu Tuyết trở mình, đứng dậy, vỗ vai của nữ tử áo đen, rồi đi ra ngoài điện. Nữ tử áo đen vội vàng đừng lên, đi theo sau nàng. Thiên đỉnh sơn, Bắc cảnh. Núi tuyết vạn dặm nhấp nhô liên miên. Bầu trời ở đây mờ tối, gió tuyết lạnh lẽo tùy ý thổi qua. Những ngọn núi gập ghềnh kia giống như từng thanh lợi kiếm dựng đứng giữa trời đất, vô cùng sắc bén. Giữa đỉnh các dãy núi có một vách đá dốc đứng, giống như bị mũi kiếm san bằng. Trên vách đá có xây một bệ đá hình tròn, xung quanh bệ đá có 8 lồng sắt. Trên lồng sắt dán rất nhiều lá bùa. Từ Cầu Mệnh, Triệu Khải cũng ở bên trong. Thiên Chi Kiêu Tử của Huyền Hồng Kiếm Tông, Chân Long Thiên Tử của Đại Tề, lúc này bọn họ đều là tù nhân, hình tượng chật vật. Thiên Tử Vương Triều khác cũng gần như vậy, đều đang trọng thương, rõ ràng đã từng bị hành hạ. Từ Cầu Mệnh đang tĩnh tọa luyện công, chỉ là lông mày hắn khóa chặt. Từ Cầu Mệnh, ngươi nói xem rốt cuộc hắn đang làm gì? Tiếng nói của Triệu Khải ở bên cạnh truyền tới, nghe vậy Từ Cầu Mệnh mở mắt ra, nhìn về phía xa. Chỉ thấy trên một đỉnh núi bên cạnh vách đá, Tiêu Giao Tiên đang giữ nguyên một tư thế quỷ dị, ngồi trên đỉnh núi giống như con sói, một tay giáng lên trên núi đá, một tay khác nắm thành móng vuốt, hướng về phía bầu trời tối tăm với cái đầu của hắn. Hắn không phải yêu quái chứ? Thiên Tử Đại Ngụy không khỏi lẩm bẩm, giọng điệu khó giấu sự sợ hãi. Thiên Tử Đại Sở ở một bên khác của bệ đá hừ lạnh, hắn quả thật là đang hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, người lại đi tu yêu đạo, đúng là không theo lẽ thường. Thiên Tử Bắc Cảnh lo lắng hỏi, rốt cuộc hắn muốn làm gì ở nơi lạnh khủng khiếp này? Trẫm lo hắn làm chuyện thương thiên hại lý. Thiên Tử các triều sôi nổi lên tiếng, tiếng nói của bọn họ không tính là nhỏ, sợ bị gió tuyết che lấp, nhưng cho dù là như vậy thì cũng không làm quấy rầy đến Tiêu Giao Tiên. Từ Cầu Mệnh đang nghe truyện trên TvAudiocv nhìn Tiêu Giao Tiên ở phía xa, trong đôi mắt chết lặng tràn đầy không cam lòng. Từ sau trận chiến ở Si Ma Tông, hắn tin chắc bản thân sẽ không thất bại nữa, cho dù thua cũng chỉ có thể thua Phương Vọng, nhưng không ngờ hiện thực đã cho hắn bài học nặng nề. Lẽ nào ta thật sự rất tầm thường? Ta không phải người sinh ra đã phi phàm kia. Phụ thân, ta thật sự có thiên mệnh sao? Từ Cầu Mệnh nghĩ như vậy, hai tay không khỏi nắm chặt thành nắm đấm. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến Phương Vọng. Cũng không biết Phương Vọng đối mặt với thất bại thế nào. Không đúng, hắn đã từng thất bại sao? Tin tức Phương Vọng độ kiếp nhanh chóng lan khắp tu tiên giới Đại Tề. 3 chữ độ hư cảnh càng là lần đầu tiên mạnh mẽ chen vào trong nhận thức của tu sĩ Đại Tề. Danh hiệu tu sĩ đệ nhất Đại Tề hoàn toàn rơi trên đầu Phương Vọng. Trong Thái Uyên môn lại xảy ra một chuyện lớn. Đó chính là từ sau khi Phương Vọng độ kiếp thành công, chưa đến 2 ngày, chủ mạch lại bùng lên một khí thế kinh khủng. Không ai biết Phương Vọng đang làm gì, nhưng khí thế như vậy khiến trên dưới Thái Uyên môn càng có lòng tin hơn với tương lai của giáo phái. Trong Thủy Uyên điện, trong tay Phương Vọng nghịch một ngọc tỷ viền vàng, thân tỷ vuông vắn ngăn nắp, bên trên là tượng 4 kỳ lân triền đấu. Ngọc tỷ này không quá lớn, một tay đã có thể cầm được. Tiểu tử ghé tới, quan sát tỉ mỉ, Triệu Chân lơ lửng trong không trung, ánh mắt nhìn Ngọc tỷ viền vàng tràn đầy tò mò. Ngọc tỷ này tên là gì? Tiểu tử tò mò hỏi. Phương Vọng cười nói, Lục Hợp Bát Hoang tỷ. Tiểu tử khó hiểu, Lục Hợp Bát Hoang. Lục Hợp Bát Hoang rất lớn, Ngọc tỷ này của ta cũng có thể che lấp không gian rất lớn. Phương Vọng ý vị sâu xa nói, hắn càng nhìn Lục Hợp Bát Hoang tỷ càng thấy thích, Ngọc tỷ này là bảo linh bản mệnh thứ 5 của hắn. Triệu Chân cũng hỏi, chủ nhân, bảo bối này có uy năng gì? Phương Vọng cau mày, nói, đợi lúc đối phó với Tiêu Giao Tiên, thì các ngươi có thể nhìn thấy. Nghe vậy, Triệu Chân nở nụ cười, nói, vậy ta mặc niệm cho Tiêu Giao Tiên trước, có thể hắn phải chịu sự trấn áp thảm nhất trên đời. Phương Vọng lật tay phải, Lục Hợp Bát Hoang tỷ đã biến mất khỏi tay. Bỗng nhiên, hắn đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài đi dạo. Bây giờ Phương gia đã có hơn 30 người là đệ tử của Thái Uyên Môn, có một số đệ tử đã là bối phận đời cháu của Phương gia, nhưng mà Phương Vọng sẽ không đi tìm bọn họ, hắn chỉ tìm 7 đệ tử bái vào Thái Uyên Môn lúc ban đầu. Phương Hàng Vũ, Phương Tử Canh, Phương Tử Tinh, Phương Mạc, Phương Hinh, Phương Thần, Phương Lâm. Trong 7 người này, Phương Hàng Vũ làm ăn tốt nhất, tu vi cao nhất, tiếp theo là Phương Tử Canh. Tuy 5 người khác bình thường, nhưng dựa vào danh vọng của 3 người Phương Vọng, nên tất cả đều đã thăng cấp lên cấp bậc đệ tử trì kiếm, cho dù sau này khó tu hành lên cảnh giới cao, nhưng ít nhất vẫn có thể trợ giúp Phương gia. Lần này ngược lại khiến Phương Vọng rất vui mừng, các tộc nhân đối mặt với hắn không còn mất tự nhiên như vậy nữa. Sở dĩ không mất tự nhiên chủ yếu là các tộc nhân tràn đầy tò mò với hắn. Đều là người cùng thế hệ, bọn họ rất tò mò rốt cuộc bây giờ Phương Vọng mạnh cỡ nào, thế giới trong mắt hắn lại là thế nào, hắn có chuẩn bị tốt để tiếp nhận khiêu chiến của Tiêu Giao Tiên chưa? 3 tháng sau, cuối cùng Chu Tuyết cũng trở về rồi, Phương Vọng vẫn ở trong Thủy Uyên Điện, không vội hành động. Đây cũng là ý của các cao tầng Thái Uyên Môn, bọn họ muốn điều tra trước. Trong Thủy Uyên Điện, Chu Tuyết đứng trên điện, đánh giá Phương Vọng, cười nói, rất có khí thế của trưởng môn, hay là ngươi cứ ngồi vậy tiếp đi. Phương Vọng trợn trắng mắt, nói, ta không muốn, ngươi mau chóng tìm người thay thế ta đi. Chu Tuyết cười, chuyển đề tài hỏi, Tiêu Giao Tiên kia chắc là tu vi kim thân cảnh, đã chuẩn bị tốt để đối phó với hắn chưa? Kim thân cảnh? Ừ, trên hư độ cảnh chính là kim thân cảnh. Ta từng điều tra, Tiêu Giao Tiên là phản đồ của Thiết Thiên Thánh Giáo, thay tên đổi họ, tự xưng Tiêu Giao Tiên. Chắc là hắn muốn tế thiên đổi mệnh, có được long khí của thiên tử và thiên nguyên bảo linh của ngươi, đắp nặng bảo linh vượt qua thiên nguyên. Sở dĩ cần 1 năm chắc là đang lập Khốn Long Hoán Thiên Trận, đó là một trong 3 đại thánh trận của Thiết Thiên Thánh Giáo. Lúc nói những tình báo này, trên mặt Chu Tuyết mỉm cười như có như không. Phương Vọng cau mày, hỏi, ngươi biết trận này à? Chu Tuyết cười nhưng không nói. Phương Vọng hừ nói, muốn đoạt mệnh của ta, mơ tưởng hão huyền, ta khiến cho hắn hối hận. Chu Tuyết cười nói, chuyện này đã truyền khắp thiên hạ 7 triều, đã có tu sĩ đến Thiên Đỉnh Sơn. Nếu đã như vậy, thì ta không đi với ngươi nữa. Đến lúc đó ngươi một mình đối mặt với kiếp của ngươi, chứng minh thiên mệnh của ngươi mạnh cỡ nào với người thiên hạ đi. Phương Vọng nhìn nàng, bình tĩnh nói, ta sẽ xách đầu của hắn treo trên cổng thành của Hoàng Thành Đại Tề, lấy điều này để cảnh cáo các triều các giáo trong thiên hạ. Sau khi nói chuyện với Chu Tuyết nửa canh giờ, Phương Vọng đã dẫn theo tiểu tử dọn về động phủ ở mạch thứ 3, nhường Thủy Uyên Điện cho Chu Tuyết. Sau khi về đến động phủ, Phương Vọng lấy Hoàng Tự Kiếm Quân lệnh kiếm thánh truyền lại lúc trước ra, hắn dò thần thức vào trong, lúc gặp sức mạnh cản trở, hắn ngang ngược phá vỡ. Cả đường đi, đệ tử khác đều liên tiếp nhìn về phía Phương Vọng, bao gồm cả Diệp Tưởng đã trưởng thành, bởi vì bọn họ đều biết trận chiến ở Thiên Đỉnh Sơn là quyết chiến của Phương Vọng và Tiêu Giao lão ma, tác dụng của bọn họ chỉ là phối hợp tác chiến. Tiêu Giao lão ma kia là tồn tại dễ dàng đánh bại từ cầu mệnh, đương nhiên, bọn họ tràn đầy niềm tin đối với Phương Vọng, chỉ là tò mò trận chiến này sẽ là tình hình chiến đấu to lớn thế nào. Khi nào ngươi xuôi nam? Phương Hàng Vũ đột nhiên hỏi. Phương Vọng liếc nhìn hắn, hỏi, sao vậy? Ngươi muốn đi cùng ta à? Phương Hàng Vũ hừ nói, tất nhiên không phải, chỉ là tò mò thôi. Không lâu nữa. Phương Vọng trả lời. Linh khí của đại lục này đã không thỏa mãn được hắn nữa, cho dù đánh thức long mạnh, nhưng linh khí kia chỉ thích hợp cho tu sĩ cảnh giới thấp. Đợi đến vùng biển, hắn chuẩn bị tìm một hòn đảo, khai thác động phủ thuộc về mình, giống như những đại năng từ xưa đến nay vậy. Có lẽ sẽ có một ngày sau khi hắn rời đi, động phủ của hắn sẽ trở thành bí cảnh song pha của hậu nhân, giống như đại thánh động thiên, bí cảnh trụy thiên. Hai huynh đệ bắt đầu nói chuyện câu được câu không, Phương Hàng Vũ cũng muốn đi xuôi nam tìm kiếm cơ duyên, cuối cùng hai huynh đệ quyết định đi cùng nhau, cũng có người chăm sóc lẫn nhau. Thiên đỉnh sơn, Bắc cảnh, cùng phong bão tuyết thổi bừa bãi, từng tu sĩ tĩnh tọa trên một sườn núi, bọn họ kết trận pháp, ngăn cách khỏi gió tuyết. Bọn họ đến từ Hạo Khí Tông đại sở. Nhai đạo nhân, Hứa Quang tĩnh tọa trước đống lửa, Dương Cẩm Nhi ban đầu từng giao lưu với Phương Vọng ở thành Trụy Thiên cũng ở nơi này. Khi nào chúng ta hành động? Còn cứu thiên tử không? Dương Cẩm Nhi lên tiếng hỏi, nàng vẫn mặc áo vàng, trang điểm càng tinh tế hơn nhiều năm trước, bên cạnh còn có một con bạch hổ nằm bò. Hứa Quang nói với khuôn mặt không có cảm xúc, chúng ta không phải đối thủ của Tiêu Giao Tiên, không thể nóng vội, đợi lúc Phương Vọng và Tiêu Giao Tiên giao thủ, chúng ta hành động sau. Dương Cẩm Nhi chẹp miệng nói kỳ quái, các ngươi đúng là tràn đầy lòng tin đối với Phương Vọng, xem ra Phương Vọng quả thật đã dọa vỡ mật của các ngươi rồi. Nghe vậy, Hứa Quang không khỏi tức giận nhìn nàng không hề khách sáo trừng mắt nhìn lại, khiến Hứa Quang chỉ có thể nhẫn nhịn. Dương Cẩm Nhi thở dài, nhún vai nói, ban đầu ở thành Trụy Thiên nên kết giao thật tốt với Phương Vọng, đáng tiếc rồi. Bây giờ hắn đã là tu sĩ đệ nhất đại tề, cho dù ta nịnh bợ hắn, chắc hắn cũng không nhìn trúng. Lúc đầu, nàng và Phương Vọng, Hồ Phá Tà cùng tu luyện ở một tầng tháp tu luyện, lúc đó mặc dù nàng có hứng thú với Phương Vọng, nhưng lại không tỏ ra quá nhiệt tình. Nào biết mới qua được mấy năm, Phương Vọng đã từ thiên tài đệ nhất bảy triều lắc mình thành đại tu sĩ đệ nhất bảy triều rồi. Nhai đạo nhân không để ý Dương Cẩm Nhi, hắn tĩnh tọa ở vùng ven trận pháp, nhìn về phía xa. Độ cao so với mặt biển ở đây rất cao. Bầu trời mờ mịt, ngọn núi phía xa giống như từng yêu ma như ẩn như hiện. Nhai đạo nhân có thể cảm nhận được một khí tức vô cùng ngột ngạt. Hắn thầm thấy kinh ngạc trong lòng, rốt cuộc Tiêu Giao Tiên kia là cảnh giới gì, Nhai đạo nhân là tu vi độ hư cảnh tầng 3, lúc này hắn không thể phán đoán Phương Vọng và Tiêu Giao Tiên ai mạnh ai yếu, bởi vì đều vượt qua hắn. Cơ Như Thiên, rốt cuộc ngươi có lai lịch gì, làm thế nào mà ngươi dụ ra được lão quái vật như Tiêu Giao Tiên này? Nhai đạo nhân thầm nghĩ, vừa nghĩ đến Cơ Như Thiên, trong lòng hắn lại bất an. Hắn luôn cảm thấy Cơ Như Thiên sẽ không đối xử tử tế với Hạo Khí Tông, nhưng Hạo Khí Tông hoàn toàn không làm gì được Cơ Như Thiên, còn Cơ Như Thiên lại tỏ ra có ý tốt, khiến những trưởng lão yếu đuối kia đều cúi đầu xưng thần. Lúc này, không chỉ có Hạo Khí Tông, ở vùng ven Thiên Đỉnh Sơn còn có hơn 20 thế lực giáo phái, đa số đều là đến cứu thiên tử vương triều của mình. Đương nhiên đối với bọn họ, thiên tử không phải cứ nhất định phải cứu, chỉ là làm ra vẻ, nhân tiện điều tra ý đồ của Tiêu Giao Tiên, cho nên tất cả đều án binh bất động. Tất cả giáo phái đều đang đợi một người, Kiếm Thánh đại tề, Phương Vọng, khu vực trung tâm, Thiên Đỉnh Sơn. Trên vách núi, Tiêu Giao Tiên tĩnh tọa trên bệ đá, trên đỉnh đầu hắn treo lơ lửng 81 lá cờ lớn, mỗi lá cờ đều in hình vẽ dị thú khác nhau, phấp phới theo gió, bay lên phần phật. Thiên tử đại sở trong lồng giam không khỏi hỏi, bốn phương tám hướng có nhiều khí tức của tu sĩ như vậy, tại sao ngươi để mặc không quản? Hơn 100 năm trước, đại sở đã chuyển thành vương triều tu tiên, cho nên tu vi của thiên tử đại sở cũng là cao nhất trong số các thiên tử. Hắn có thể cảm nhận được khí tức của một số tu sĩ, thi thoảng đến gần, sau đó lại nhanh chóng chuồn đi. Tiêu Giao Tiên không mở mắt, khinh thường cười nói, bọn họ đã muốn xem náo nhiệt, vậy thì đến đi, đợi bổn tiên bắt được Phương Vọng làm tế phẩm, khi đó bọn họ cũng sẽ là tế phẩm. Thiên tử Bắc cảnh trào phúng hỏi, tự xưng tiên nhân, còn muốn tế thiên? Người phàm chính là người phàm, bổn tiên không rảnh giải thích với ngươi, dù sao các ngươi đã định trước là phải chết, nghĩ xem còn có tiếc nuối gì không, kiếp sau đừng phạm phải nữa. Tiêu Giao Tiên hừ nói, giọng điệu khinh thường. Từ Cầu Mệnh đột nhiên nói, ngươi để mặc Phương Vọng một năm, ngươi sẽ hối hận. Thiên Nguyên Bảo Linh chỉ là cách nhìn của thế nhân đối với hắn, thiên tư của hắn tuyệt đối không phải Thiên Nguyên Bảo Linh có thể định nghĩa. Nghe Từ Cầu Mệnh nói, Tiêu Giao Tiên không khỏi phì cười, hắn mở mắt nhìn về phía Từ Cầu Mệnh, nói, Phương Vọng kia là cảnh giới gì? Sắc mặt Từ Cầu Mệnh không thay đổi, trả lời, ngưng thần cảnh, nhưng thực lực của hắn không thể nào đánh giá bằng cảnh giới. Nghe bọn họ nói, không phải ngươi cũng có thực lực chiến đấu vượt cảnh giới à, ngươi có biết tại sao ngươi lại thất bại trong tay ta không? Tiêu Giao Tiên khinh thường hỏi. Từ Cầu Mệnh cau mày. Tiêu Giao Tiên nở nụ cười bướng bỉnh dữ tợn, nói, nể tình các ngươi là tế phẩm, nên cho các ngươi mở mang kiến thức, trên ngưng thần cảnh là độ hư cảnh, trên độ hư cảnh chính là kim thân cảnh. Còn ta, không phải mới nhập kim thân cảnh, mà ta đã đạt đến kim thân cảnh tầng 4, còn bảo linh bản mệnh của ta tuy không phải thiên nguyên, nhưng cũng là địa nguyên bảo linh tuyệt phẩm. Ngươi cảm thấy Phương Vọng có thể vượt hai đại cảnh giới để giết ta sao? Vừa dứt lời, Từ Cầu Mệnh và Thiên Tử Bảy Triều đều thay đổi sắc mặt. Cho dù là Từ Cầu Mệnh, Triệu Khải tràn đầy lòng tin với Phương Vọng, thì lúc này cũng cảm thấy tuyệt vọng. Tiêu Giao Tiên giơ hai tay lên, nhìn 81 lá cờ trên trời, hắn cười điên cuồng, nói, không chỉ như vậy, ta còn bày ra Khốn Long Hoán Thiên trận, chỉ cần Phương Vọng bước vào trong trận, thì hắn mọc cánh cũng khó thoát. Bây giờ ta rất tò mò, Phương Vọng có nỡ buông bỏ cái gọi là khí cốt nghĩa hiệp hay không? Trên vách đá rơi vào sự yên tĩnh, không còn ai tiếp lời. Ba chữ kim thân cảnh vang vọng trong lòng mọi người, giống như sấm rền trên 9 tầng mây, khiến bọn họ hoảng hốt, thậm chí không còn nghe rõ lời nói sau đó của Tiêu Giao Tiên. Trên núi băng liền nhau ở Bắc Cảnh, 5.000 tu sĩ Thái Biên môn rít gào bay tới giống như gió mạnh. Đến nơi này, sắc trời từ từ tối dần. Sài Y quay đầu nhìn về phía Phương Vọng, nói, Phương Vọng, Thiên Đỉnh Sơn cách chúng ta chưa đến 500 dặm. Tất cả mọi người cùng nhìn về phía Phương Vọng, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Phương Vọng vỗ vai Phương Hàng Vũ ở bên cạnh, sau đó tung người nhảy lên, chân dẫm phi kiếm bay lên trên cùng. Hắn không nói bất cứ câu nào, trực tiếp tăng tốc bay về phía chân trời, chớp mắt đã biến mất trong gió tuyết đầy trời. Các ngươi nói đại sư huynh Phương Vọng có thể thắng không? Nói cái gì thế, chắc chắn có thể thắng, không chừng lúc chúng ta đến nơi, đầu của Tiêu Giao Tiên đã bị chém xuống rồi. Bình tĩnh thật, đây chính là khí phách của người đệ nhất Bảy Triều. Tiêu Giao Tiên cái gì, đó là Tiêu Giao lão ma. Các đệ tử Thái Uyên môn bàn tán xôn xao, mặc dù các trưởng lão không nói chuyện, nhưng trong mắt bọn họ cũng hiện ra vẻ mong đợi. Ở bên khác, Phương Vọng bay nhanh trong gió lạnh, gió tuyết thổi bay mái tóc đen của hắn, tiểu tử chui ra khỏi lòng hắn, bò lên trên vai hắn, cũng nhìn về phía trước. Công tử, mấy chiêu có thể tiêu diệt kẻ địch? Tiểu tử hưng phấn hỏi, nó hoàn toàn không để Tiêu Giao Tiên ở trong mắt. Bởi vì theo nó thấy, Tiêu Giao Tiên không mạnh như bề ngoài. Về việc đánh bại Từ Cầu Mệnh, Từ Cầu Mệnh có thể so sánh với công tử nhà nó à, Phương Vọng bình tĩnh nói, sắc mặt lạnh nhạt, dốc hết sức thôi. Hắn thúc giục đấu chiến tâm tăng tốc, đồng thời hắn có thể cảm nhận được khí tức trận pháp một cách nhạy bén. Bởi vì Chu Tuyết đã tiết lộ trước về sự tồn tại của Khốn Long Hoán Thiên trận, cho nên Phương Vọng không dám lơ là, hắn trực tiếp dùng đấu chiến chân công, cảm nhận được sự tồn tại của Khốn Long Hoán Thiên trận. Đúng như dự đoán, có thật, nó ở ngay phía trước, phạm vi rất lớn, còn ẩn chứa một thiên uy khiến người ta khiếp sợ. Sở dĩ nói là thiên uy, vì Phương Vọng liên tưởng đến thiên lôi lúc độ kiếp, uy áp của hai thứ này rất giống. Bay thẳng một mạch. Lúc đến gần phạm vi Khốn Long Hoán Thiên trận, Phương Vọng lấy Lục Hợp Bát Hoang Tỷ ra, giơ tay ném ra. Lục Hợp Bát Hoang Tỷ bay lên cao, nhanh chóng biến mất trong bóng tối phía trước. Tiểu tử chớp mắt, nhưng không hỏi nhiều, vì nó ý thức được kẻ địch có thể đang ở ngay phía trước, bây giờ không thể để lộ ý đồ của công tử. Phương Vọng chậm rãi nói, kêu gọi đầu hàng giúp ta đi. Nghe vậy, tiểu tử lập tức vươn đầu rắn lên, Tiêu Giao lão ma. Công tử nhà ta, Kiếm Thánh Đại Tề, trưởng môn Thái Uyên môn Phương Vọng đã đến, tà ma nhà ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Mặc dù giọng nó là giọng nữ, nhưng qua sự tăng cường của yêu lực, giọng nói vang dội dưới vòng trời u ám, truyền ra phía xa, thậm chí khiến một số núi băng khẽ rung, dẫn đến tuyết lở. Giọng nói truyền ra, những tu sĩ giáo phái đang ẩn núp kia đều bừng tỉnh. Ở chỗ Hạo Khí Tông, Hứa Quang đứng phát dậy, kích động nói, Phương Vọng đến rồi. Một giây sau, hắn tự biết thất lễ, nên vội ngậm miệng, vô thức nhìn về phía người khác, lại phát hiện người khác cũng đều đứng dậy, ai cũng trở nên căng thẳng. Từ sau bí cảnh Trụy Thiên kết thúc, tên của Phương Vọng đã vô cùng vang dội. Rất nhiều tu sĩ đều cho rằng Tiêu Thần, Lương Tầm Thu, Lam Tâm Tiên tử chết trong tay Phương Vọng, chính vì vậy, lực uy hiếp của Phương Vọng rất lớn. Cộng thêm Nhai đạo nhân đến ép mời Phương Vọng, lại thất bại trở về, khiến uy danh của Phương Vong mang theo chút sắc thái khủng bố. Dương Cẩm Nhi trở nên hưng phấn, vung quyền nói, chúng ta đi xem kịch thôi. Nhai đạo nhân trầm giọng nói, không được, nguy hiểm quá rồi. Dứt lời, Dương Cẩm Nhi đã nhảy lên lưng bạch hổ. Sau một tiếng hổ gầm, bạch hổ tung người nhảy lên, xông khỏi trận pháp, bốn móng vuốt đạp gió, chạy về phía Thiên Đỉnh Sơn. Tu sĩ của giáo phái khác cũng đứng dậy, một số người có tu vi thâm sâu cũng không nhịn được, đi quan sát trận chiến. Mặc kệ thế nào, Phương Vọng đại diện cho chính đạo, chỉ cần Phương Vọng có thể kiềm chế Tiêu Giao Tiên, thì những người đứng xem như bọn họ sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Trên vách đá, Tiêu Giao Tiên chợt mở mắt, hắn lập tức đứng dậy, hai tay chợt vỗ, 80 lá cờ trên đỉnh đầu nhanh chóng bay lên không trung, biến mất trong bóng tối. Làm xong tất cả, hắn mới nở nụ cười u ám. Từ Cầu Mệnh cau chặt mày, muốn nhắc nhở Phương Vọng, nhưng linh lực của hắn đã bị rút sạch sẽ, tiếng nói hoàn toàn không truyền ra xa được. Thiên tử Bảy Triều biết Tiêu Giao Tiên muốn làm gì, nhao nhao chửi rủa. Lão ma! Ngươi không được chết yên ổn đâu. Phương Vọng! Cẩn thận hắn bày trận. Người đang làm, trời đang nhìn. Lão ma, hôm nay người chắc chắn sẽ phải chết. Cẩu tạp chủng, trẫm chơi con mẹ ngươi. Tiêu Giao Tiên làm lơ lời mắng chửi của bọn họ, hắn bay lên cao, áo bào phấp phới, mặt nở nụ cười điên cuồng. Phương Vọng! Đến đây! Để bổn tiên xem sự lợi hại của Thiên Nguyên Bảo Linh. Tiêu Giao Tiên cười sùng sả, tiếng nói còn to hơn cả tiểu tử, khiến mọi người Thái Biên môn cách 400 dặm cũng nghe thấy. Nghe thấy lời nói của Tiêu Giao Tiên, Triệu Truyền càng thúc giục trận pháp tăng tốc. Từ Cầu Mệnh run rẩy đứng dậy, quay người nhìn về phía xa, trong mắt hiện vẻ mong đợi. Chuyện đến nước này, hắn chỉ có thể tin tưởng Phương Vọng. Phương Vọng, ngươi là người cùng thế hệ duy nhất ta bội phục trong kiếp này, ngươi nhất định phải thắng. Ta không cho phép ngươi thất bại. Từ Cầu Mệnh cắn răng nghĩ. Nếu như Phương Vọng thất bại, thì hắn sẽ tự sát ngay lập tức, không cho Tiêu Giao Tiên có cơ hội hiến tế hắn. Bỗng nhiên, hắn thấy trong bóng tối phía xa xuất hiện một ánh sáng vàng, ngày càng sáng tỏ, khiến đồng tử của hắn từ từ phóng đại. Phương Vọng đến rồi, Phương Vọng giẫm phi kiếm, ngưng tụ ra Kim Lân Bạch Vũ Y, từng luồng long khí màu vàng vây quanh người, khiến hắn trở thành tồn tại chói mắt trong trời đất u ám. Tiểu tử nhanh chóng phóng to, thuận thế rơi xuống dưới chân Phương Vọng, phi kiếm của Phương Vọng thì bay vào trong nhẫn long ngọc. Chân hắn giẫm lên đầu rắn màu tím trông giống rồng, cộng thêm Kim Lân Bạch Vũ Y trên người, lúc này khí thế của Phương Vọng hoàn toàn hiện ra, chẳng coi ai ra gì. Phương Vọng chưa lấy Bảo Linh bản mệnh ra, hai sợi tóc dài trước trán giống như râu rồng bay phấp phới, toát lên gương mặt tuấn tú trẻ tuổi của hắn. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nghiêm nghị, ngay cả ở trong đêm tối, hai ánh sáng lạnh trong mắt hắn vẫn sáng lấp lánh. Đó là tượng trưng của đấu chiến chân công. Tiểu tử bay vọt lên, để Phương Vọng cúi xuống nhìn Tiêu Giao Tiên trên vách đá từ trên cao. Khoảng cách của hai bên nhanh chóng kéo gần hơn, rất nhanh khoảng cách còn chưa tới 200 trượng, tiểu tử đã dừng lại. Phương Vọng liếc nhìn Tiêu Giao Tiên, hỏi, chính là ngươi muốn khiêu chiến với ta sao? Giọng điệu lạnh nhạt, lại có một loại khí thế vô cùng cuồng vọng. Thiên tử Bảy Triều nhìn Phương Vọng, tinh thần chấn động. Dù biết rõ Tiêu Giao Tiên là tồn tại kim thân cảnh, lúc này bọn họ cũng không khỏi sinh ra mong đợi đối với Phương Vọng. Có một loại người, chỉ cần hắn xuất hiện sẽ có thể khiến người ta yên tâm, Phương Vọng đã có khí phách như vậy, hắn có thể khiến Thiên tử Bảy Triều đang ở trong tuyệt cảnh quên đi tuyệt vọng. Khiêu chiến. Bổn tiên là muốn ăn ngươi. Tiêu Giao Tiên nhếch miệng cười nói, dáng vẻ hung ác, dữ tợn đến cực điểm. Phương Vọng tiền bối, hắn là kim thân cảnh trên độ hư cảnh, hơn nữa còn là kim thân cảnh tầng 4. Triệu Khải vội vàng hô lên. Trong thôn hồn hồ lô sau lưng tiểu tử hiện ra một bóng dáng, chính là Triệu Chân, hắn bay ra ngoài, nhìn về phía Triệu Khải. Vừa thấy hắn, sắc mặt Triệu Khải đã thay đổi, trong mắt vừa có hận, vừa có sợ. Mặt Phương Vọng không có cảm xúc, lạnh lùng nói, kim thân cảnh tầng 4, rất mạnh sao? Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều xúc động, ngay cả sắc mặt của Tiêu Giao Tiên cũng trở nên mất tự nhiên. Phương Vọng giơ tay phải, từ từ nắm thành quyền. Trong chớp mắt, một khí thế vô cùng kinh khủng bùng lên, nghiền áp vô số núi băng. Lấy hắn làm trung tâm, núi băng ở bốn phương tám hướng bắt đầu chấn động kịch liệt, núi băng càng gần hắn càng chấn động mạnh hơn. Một số núi băng sắc bén thậm chí đã sụp đổ, biến thành vô số vụn băng, dâng lên sương tuyết cuồn cuộn. Những tu sĩ từ bốn phương tám hướng chạy đến kia bị dọa tới mức ào ào dừng lại, trên mặt ai cũng hiện ra vẻ hoảng sợ. Đây là khí thế gì? Là Phương Vọng, hay là Tiêu Giao Tiên? Không rõ. Rất đáng sợ, tu vi ngưng thần cảnh tầng 2 của ta cũng bị chấn nhiếp khiến linh lực đình trệ, không thể điều động. Dương Cẩm Nhi cũng dừng lại, nàng trợn to đôi mắt xinh đẹp, miệng nhỏ hơi há ra. Nàng thầm thấy kinh ngạc, khí thế này. Sợ rằng những lão già trong tộc kia cũng khó có thể đạt đến. Là khí tức của Phương Vọng. Không ngờ hắn đã mạnh đến mức độ này rồi. Các tu sĩ của Thái Uyên Môn đang nhanh chóng đi về phía trước cũng cảm nhận được khí thế của Phương Vọng. Bọn họ quá quen thuộc, ban đầu lúc Phương Vọng thúc ép Nhai đạo nhân, Hứa Quang đã từng thi triển khí thế như vậy, chỉ là uy áp bây giờ đã vượt xa lúc đó. Phương Hàn Vũ cũng xúc động. Là huynh đệ thân nhất của Phương Vọng, hắn cũng không biết rốt cuộc Phương Vọng mạnh tới mức độ này. Cùng lúc này, Tiêu Giao Tiên có áp lực lớn nhất, giờ phút này nụ cười của hắn đã trở nên miễn cưỡng. Hắn nhìn chằm chằm Phương Vọng, lạnh lùng hỏi, đây là tuyệt học gì? Lúc này, Phương Vọng không những đang ngưng tụ Sơn Hà Trấn Thiên Quyền, còn khởi động Thiên Cương Thánh Thể, quanh người lượn lờ khí diễm màu trắng, đang xen với long khí màu vàng, giống như thần quân trên trời hạ phàm. Hắn cúi xuống nhìn Tiêu Giao Tiên với sắc mặt lạnh nhạt, nói, đây là tuyệt học độc môn của gia sư Hàng Long Đại Thánh, Sơn Hà Trấn Thiên Quyền. Nếu ngươi có thể chống đỡ được một quyền này của ta, thì ta cho phép ngươi quỳ xuống xin tha. Cùng, từ cầu mệnh, thiên tử Bảy Triều vốn tưởng rằng Tiêu Giao Tiên đã cuồng vọng đến cực hạn rồi, nhưng nghe Phương Vọng nói, bọn họ mới biết thế nào là cuồng. Sự ngông cuồng của Phương Vọng không phải trào phúng, mà là sự tự tin tuyệt đối với thực lực của mình. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.